Tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị truyện ngắn Bà Điếc, còn có tên là Đêm Tối Bao La, của tác giả nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tặng cô em Tuyết Hồng đã từng sống gần tôi suốt mười mấy năm thơ ấu. Nguyễn Thị Thụy Vũ. Duy choàng tay qua đôi vai tôi, đôi môi chàng màu tro nồng nặc mùi thuốc lá hờ hững đặt lên môi tôi. Nụ hôn chia tay này không còn nồng nàn như mấy năm về trước. Tôi lách ra khỏi vòng tay ấy, ngoái lại nhìn chàng. Da chàng trắng nhờn nhợt như da bụng con thằn lằn, mặt chàng sần sùi và thô nặng như một tảng đá, không còn làm da thịt tôi nhán lửa nữa. Đôi vai rộng và cái mông tròn của chàng ngày trước đã lôi cuốn sự chú ý của tôi, bây giờ cuộc yêu đương hờ hững không đem đến cho nhau nhiều xung động nữa. Đàn ông đâu phải chỉ mê hoặc đàn bà ở cái vai và cái mông. Thân thể của chàng đã xa lạ với thân thể tôi từ mấy tháng nay. Tôi muốn tìm ở đàn ông sự dịu dàng ở khuôn mặt, một lời nỉ non, một nụ hôn đơn sơ không cần có kỹ thuật. Tôi đứng nhìn Duy cho đến lúc chàng khuất sau khúc quanh của ngã tư đường, rẽ lên chiếc cầu qua thành phố. Trở vào nhà, tôi ngồi lại bên cửa sổ cạnh chiếc bàn con. Trên bàn, mẩu thuốc lá hút dở còn bốc khói trong chiếc gạt tàn bằng sứ trắng. Tờ chương trình hát bóng nằm bên cạnh sau chìa khóa của tôi. Ly cà phê còn vương chút cặn đen ngòm dưới đáy. Tôi đã từ chối không làm một cuộc phiếm du với chàng vào chiều thứ bảy này vì không thích đến những nơi đông người. Tiếng nhạc ầm ĩ ở rạp chớp bóng sẽ làm thần kinh tôi căng thẳng. Tôi thích ngồi một mình ngắm dòng sông vào mùa nước nổi. Mối buồn bâng quơ của tôi dâng lên âm ấp như nước sông đầy. Gần cửa sổ, những chùm hoa hoàng lan lủng lẳng trên cành, mùi thơm thoang thoảng bay khắp mặt sân, ùa tới gian phòng ngủ. Mặt trời đang giải chết bên kia sông, những tia nắng cuối cùng đỏ nhạt đang run rẩy trên mái lá. Gió sông ập vào cửa làm tóc tôi bay bay. Những ý nghĩ về Duy rối rắm như mớ tóc trước gió này. Vài con dơi từ mái ngói uốn cong bay vụt ra sông. Sự vắng ngắt của buổi chiều ôm chầm lấy tôi và dìm tôi muốn ngợp thở. Tôi quệ quại đứng dậy, đóng ầm cửa sổ, rồi lững thững đi bách bộ một vòng quanh nhà. Bóng tối từ từ chụp lên ngôi nhà hoang vắng này. Gió sông lùa cơn lạnh vào xương sống tôi và làm cứng nó lại. Duy đem lại cho tôi những gì? Một gương mặt lì lợm không nói lên được một cảm xúc nào ư? Hay chỉ là một không khí ấm áp ít ỏi không thể làm tôi yêu đời hơn một phân hay một ly nào? Cứ thường mỗi buổi chiều khi tiếng chuông của một ngôi chùa xa âm u vọng tới, và khi bóng tối bắt đầu bôi xóa lem luốc những cành cây xà bên khung cửa sổ, mái nhà và dòng sông, tôi vụt có một ý tưởng rằng: cơ khổ, tại sao tôi cứ ở đây bên dòng sông quen thuộc, nhắm mắt trước cuộc sinh hoạt âm thầm của lối xóm và trong ảo tưởng lạnh lẽo. Tôi phải rời khỏi bóng tối của căn nhà này, rời bóng chập chờn của rèm sáo đàn dơ trong nắng chiều, những quyển sách nhức cả đầu và cái ám ảnh du dơ nặng nề đè tôi muốn nghẹt thở từ bao lâu rồi. Cuộc đời sắp tới của tôi sẽ gồm có gì? Một người chồng không phải là Duy, những ngày bình thản hay chỉ là nếp sinh hoạt lạnh lẽo gồm nỗi cô đơn này xỏ khoen vào nỗi cô đơn khác như sợi dây lòi tối. Tôi đi lần ra sân trước, ngắt vài đóa hoa nở ngày màu tím thẫm đem cắm vào lọ sành màu lục, thắp ngọn đèn quê kỳ đặt giữa nhà, rồi đốt nén nhang và rót nước cúng Phật. Khói nhang bay nghi ngút. Tôi không biết mình phải gấn gì giữa buổi chiều ảm đạm này. Tôi đi từng bàn thờ ông bà, cắm mỗi nơi vài cây nhang trầm. Trở lại bàn thờ Phật, tôi cầm chiếc dùi đánh nhẹ vào cái chuông đồng, rồi có cảm tưởng như mình là một ni cô giữa khung cảnh trang nghiêm này. Trên kèo nhà, con cắt kè há cái miệng đỏ thén như ngậm lửa hướng về tôi, chậm rãi kêu lãnh lót. Má tôi thường nói, khi cắt kè kêu thì mình phải đếm như thế này: tiếng đầu thì hên, hai là xuôi,
ba là may, còn tiếng thứ tư là rủi. Nhưng thực là vô duyên, lúc nào con cá kè khốn nạn này cũng chấm câu vẫn chỉ 4 tiếng. Cầm đèn đi vào phòng ngủ, tôi ngồi lại bàn viết, dở chồng sách cũ. Tôi nghĩ mình nên ghi những cảm tưởng lên giấy. Từ lâu tôi có cao vọng viết một tập tùy bút lẫn truyện ngắn. Ở ngoài đời tôi thất bại cô đơn, chắc hẳn văn chương không cấm những giấc mơ lẫn ảo tưởng của tôi thao túng, dễ dời. Những nhân vật đàn ông của tôi phần nhiều nói ra thêm thẹn, toàn là các anh chàng đẹp trai, có phong độ. Và tôi không ngần ngại chui vào truyện để làm những mỹ nhân, để bắt bồ với họ. Chuyện tầm thường quá, có tốn kém chăng là sự xúc cảm du vơ của tôi suốt đêm mà thôi. Vậy mà nó giúp tôi không nghĩ đến hiện tại. Còn bây giờ thì tôi hơi mỏi mệt. Tôi vặn đèn nhỏ lại rồi vào giường. Từ nhỏ tôi sợ bóng tối chụp lấy tôi. Ánh sáng vàng giọt của đèn trong sẽ làm tôi bớt sợ hãi. Vắng vẻ quá, tiếng chuột chí chóe ở đâu đây? Lấy mền trùm kín lên tận cổ, tôi cố nhắm mắt, mong cho cơn buồn ngủ từ từ xâm nhập vào người tôi và những ray rứt dụng vặt kia sẽ lui dần. Thình lình tiếng đấm cửa đùng đùng tiếp theo sự la thất thanh kêu cứu. Mợ hai ơi, con Linh bị mấy thằng thợ sửa cầu hãm hiếp, mau nghe ra đầy quần nè, mở cửa mau đi. Tôi tung mền nhảy phóc xuống giường, chạy ù ra cửa. Tiếng lát chốt và tiếng tay đấm mạnh vang dội. Tôi kinh hãi mở vội cửa. Dưới ánh đèn hoa kỳ trên tay tôi, nét mặt nhăn nheo như trái vải khô của bà điếc, cái miệng méo lệch và đôi mắt mở của bà trừng trừng như lạc vào một thế giới nào. Bà há hốc miệng và tiếp tục la. Tôi vội nắm tay bà gọi giật. Bà Bảy, tôi đây nè. Má tôi đã đi làm ăn xa, còn tôi, có ai làm gì tôi đâu. Bà giằng tay tôi ra, giọng bà lạc hẳn. Rõ ràng à, tôi thấy đang bị... Bà ngừng lại, nhướng mắt đỏ ngầu nhìn tôi. Tôi hét to hơn để cho bà nghe rõ. Tôi đây, má tôi đâu có ở nhà, bộ bà quên rồi sao? Mắt bà vẫn dán lên mặt tôi. Đôi mắt bà chệch xuống sau một cơn kinh phong. Những tia máu nằm dắt ngang trên tròng trắng và mắt bà nổi phồng lên như sắp rớt ra khỏi lỗ mắt. Tôi nắm vai bà lắc mạnh hét. Tôi đây nè. Bà điếc vẫn la thất thanh. Ai cứu nó? Trời ơi, nó là con gái mà. Nhìn đôi tay run rẩy của bà, tôi chợt hiểu. Bây giờ là lúc bà đang sống ở một trạng thái mê loạn, quái đản. Tôi gào lên. Tỉnh dậy đi bà, tôi đâu có đi ra khỏi nhà. Bà điếc ngẩn người một lúc, rồi nhếch cái miệng méo xệch, không còn một chiếc răng, giống hệt cái miệng rùa, cười tỉnh cơn mê. Vậy hả? Mày không việc gì sao? Tao thấy... Tôi đặt tay lên vai bà, dỗ dành và đưa bà về cái chòi nằm dưới gốc liễu già cạnh nhà. Vào ngủ đi bà. Nhà tôi nằm bên dòng sông Long Hồ. Trước nhà là con đường cẩn đá xanh không tráng nhựa. Chỉ một chiếc xích lô máy vượt qua cũng đủ làm cho lớp cát bụi có dịp bốc lên và bay tản mát vào thềm nhà. Bên kia đường, một thửa vườn quang sen lác đác vài mẫu rẫy chạy dài hút mắt. Những ngôi mộ nằm rải rác dưới mấy tàn dương thưa lá. Vào ngày nắng ráo, vài con quạ đứng rỉa lông. Thỉnh thoảng chúng cao hứng kêu thét lên. Tiếng kêu khàn chát, khuấy động bầu không khí oi ả, lặng lẽ. Bên những liếp rau chưa trồng, vài đống ung bốc khói làm mờ đục cả góc vườn. Khi trận mưa dứt, bọn sóc nhen phóng từ cành cây cổ thụ này sang cây cổ thụ kia. Đó cũng là nơi trú ẩn của lũ chồn đen lẫn chồn mướp, để rồi đêm đến chúng lẻn vào sớm bắt gà vịt. Nhà tôi ít khi mở cửa, mặt tiền tối om om vì nền cao mà mái thấp. Trên nóc nhà, những cụm rêu xanh mượt mịn như trải nhung, vài ba cây cỏ dại lẫn rau càng cua mọc trong lòng máng xối. Ba má tôi đi làm ăn xa tận miền đất đỏ, và em gái tôi đã đi lấy chồng ở Rạch Giá. Là phận em, nó hỗn hào dám lấy chồng trước chị. Chuyện đó làm tôi ngượng với chòm xóm khi họ hỏi tôi chừng nào cho họ ăn trầu. Lúc nào tôi cũng rùng vai bảo rằng không thích lấy chồng, trong khi đó tôi cảm thấy bị chế nhạo sau lưng.
còn lại mình tôi và bà Điếc thay phiên nhau lo giữ phần nhang khói cho ngôi nhà hương quả này. Bà Điếc không ở chung với tôi, chỉ thích một ngôi nhà riêng biệt, nên má tôi cất cho bà cái chòi lá nhỏ ở cạnh bờ sông. Giữa bà Điếc và tôi có hai gian sân riêng biệt, bà chỉ giúp tôi quét dọn và làm cỏ trước sân. Hồi còn con gái, bà đã theo bà nội tôi từ Mỹ Tho về nhà này làm dâu phụ. Ngày xưa những cô gái nhà giàu thường có mang theo cô phụ dâu về nhà chồng. Vì một cô cha mẹ, bà bằng lòng theo bà nội tôi đến một xứ lạ quắc. Ngày bà còn trẻ, nhiều trai tráng hàng xóm thường lui tới với bà. Trong số những người đi qua đời bà, chỉ có ông Tư Chăn Dê, kim người tài xế của ông nội tôi, là mối tình chánh. Đứa con gái của hai người khi được 2 tuổi thì chết vì bị chứng ban đen, và chẳng bao lâu ông Tư mắc phải bệnh dịch tả cũng qua đời. Chưa bao giờ bà có ý nghĩ ra khỏi gia đình tôi. Nơi đó đã đem lại cho bà nhiều kỷ niệm vui buồn suốt đời làm tôi tớ. Bà thường tâm sự với má tôi: "Mợ hai à, thầy bói nói bàn cai tôi có đồng tiền giả nhật, số tôi phải ở đây hoài, nếu ra đi sẽ khổ sở hơn." Sau cái chết của ông Tư Chăn Dê, bà gian díu với ông Năm Còm, bạn chè chén của ông Tư. Ông này tặng cho bà một thứ bệnh ngặt nghèo làm mủ cả hai chân răng, và chúng thi nhau rời khỏi núi của bà. Bà được đưa vào nhà thương và kết quả là bà phải bị mổ tử cung. Cái đốc giọng của bà cũng bị rụng mất, tiếng nói của bà lại ngọng nghệu. Sau cơn bệnh ấy bà mất cả thăng bằng, tính tình gắt gao nóng nảy. Cách giải phẫu của y sĩ chẳng những không làm tình dục bà tắt đi, mà trái lại còn chụm thêm củi đuốc để cho cơn cuồng loạn xác thịt của bà chồm lên cao. Bà khao khát đàn ông đến nỗi không còn biết hổ thẹn là gì nữa. Tôi không rõ bà Điếc đã đến đây được bao nhiêu năm rồi. Khi tôi còn thơ ấu thì tóc bà có vài sợi bạc, những nếp nhăn trên mặt bà như nếp nhăn chiếc lồng đèn giấy. Tuy vậy bà vẫn tỉa lông mày, đánh lên đôi má nhăn nheo một chút phấn bột. Thỉnh thoảng tôi nhìn trộm bà đang tẩn mẩn trước tấm gương con. Hai hàng lông mày của bà cong và nhỏ mức như hai sợi chỉ. Bà thích mặc chiếc áo màu sặc sỡ, bó sát lấy cái thân khô đét như cây đa. Bao nhiêu tiền má tôi cho đều quy về ăn diện, dù số tiền quá ít, chỉ đủ ăn quà vặt. Bà quên hẳn mình già. Tánh tình bất thường của bà Điếc càng lúc càng tăng. Một hôm gần cận Tết, má tôi gọi một ông tá điền ở tận dưới quê lên giúp chăm sóc và quét dọn nhà cửa để chuẩn bị rước năm mới. Ông Tư Tấn đã ngoài 60 nhưng vẫn còn khỏe mạnh. Mặt ông lúc nào cũng đỏ au như vừa uống rượu mạnh. Tóc ông trắng như phủ một lớp muối bọt. Ông có thói quen sau một ngày làm việc cầm cùi là thường lấy cây đờn cò ra dạo vài bản kim tiền. Tiếng đàn ấy tuy không dội được vào tai bà Điếc, nhưng bà thích thú ngồi ngắm ông Tư Tấn kéo đờn, và thỉnh thoảng đôi mắt lõm sâu của bà tình tứ hướng về ông. Ông Tư Tấn đắc ý với tiếng đờn trầm bổng của mình. Chốc chốc ông lại gật đầu theo tiếng nhịp nằm gọn giữa lòng bàn chân khẳng khiu của ông. Ông lỏng lẻn cười đáp lại với bà. Sau vài cuộc tình ái phất phơ, bây giờ tôi mệt mỏi thật sự. Tôi bất chấp dư luận để sống, mà rồi vẫn cô đơn. Tìm được kẻ mà mình đắc ý, tính cho chàng ta đắc cử vào giấy hôn thú, thì tôi gặp cảnh hụt đổi luôn luôn. Bây giờ tôi bám vào Duy để lấp vào những ngày trống rỗng. Chàng nhạt nhẽo quá, tôi lại mơ cao, để rồi số tuổi càng ngày càng chồng chất theo nỗi chán chường. Bây giờ tôi sống bên bà già bệnh hoạn khủng khiếp như thế này. Ngôi nhà rộng và hiu quạnh như cái chùa. Em gái tôi lâu lâu về thăm nhà. Một con đàn bà trống trải, ngu muội, nó thường nói toẹt rằng: "Các cô chưa chồng nhìn phớt qua thì thấy trẻ, nhưng xem kỹ lại thì chắc ngầm." Tôi soi kiến xót xa. Con gái chỉ có một thời, tôi đã đánh mất cái hấp dẫn tươi trẻ. Mình mẩy càng ngày càng đầy ra, co kéo suông đuột như cây cột nhà, đã lùn lại mập. Con em gái chẳng tha, có dịp lại quở: "Chị giống như con heo thiến." Uống giấm cử ăn mà tôi vẫn giàu sang về thịt mỡ. Lại nữa, đã làm thân con gái, tôi lại sanh vào năm Dần, bất lợi biết bao. Đi đâu tôi khai rằng mình tuổi Mùi, làm con dê cho bớt khủng khiếp trong số 12 con vật tượng trưng cho mỗi tuổi trong một con giáp.
Các chàng thích bắt bồ với tôi, không mãi may tính chuyện trầu cao, vì sợ tôi ăn hiếp lúc về sống chung. Cái thứ đàn bà tuổi dần cao số thật. Thôi, tôi chẳng tính chẳng mơ gì nữa, cứ ăn uống thỏa thích. Dầu sao mình vẫn còn có duy, già nhơ ngải non vợ chồng. Nhiều lúc đưa tay rờ bụng vòng eo mà mình muốn đi hiến máu để làm phước. Tuy vậy Duy vẫn nịnh hổm, cho rằng da tôi mát rượi như bánh đúc, mịn như sa ten. Tôi chán viết văn. Văn chương nào phải là cái cớ để cho phụ nữ giải tỏa ẩn ức. May mà tôi không đem bài vở đăng báo. Có một chàng văn sĩ đòi bạc tay lũ đàn bà cầm bút, hăm he đuổi họ trở về chỗ bếp núc và chỗ ngồi lê đôi mách. Thái độ du côn đó chẳng những không làm tôi giận mà tôi còn mê chàng nữa. Rồi vẽ ra trong óc là chàng đẹp trai hấp dẫn như James Bond hay chàng điệp viên 007. Một hôm, bà Điếc gọi ông thợ hớt tóc dạo đi ngang qua nhà. Bà đưa cho ông ta 5 đồng nhờ cạo lông mặt. Ông thợ cạo hơi do dự. Tôi dục: ông cứ làm cho bà vui lòng. Bà Điếc bắt cái ghế đẩu chễm chệ ngồi bên lu nước mưa. Ông thợ cạo quàng trước ngực bà chiếc choàng trắng, rồi ông ta cầm cái bông phấn xoa nhẹ trên da mặt. Lưỡi dao sáng mỏng được rút ra từ trong bao da. Ông liếc dao xoèn xoẹt trên bàn tay chai cứng, rồi dùng hai ngón tay bành những nếp nhăn chìm sâu trên màu da mặt đen sầm của bà Điếc. Bầy con nít súng coi như xem đám hát Sơn Đông. Vì ý mình là một khai quốc công thần của gia đình tôi, nên bà tha hồ muốn làm gì thì làm. Ai cũng nể bà vì tuổi tác và cho những trò lố bịch của bà là trạng thái sanh tật của tuổi già. Có lần bà túm áo má tôi quật xuống thềm nhà vì má tôi cản không cho bà đi uống tóc. Tuy đã ngoài 60 tuổi nhưng bà còn mạnh lắm. Má tôi bị đánh bất ngờ nên ngã quỵ. Lúc đầu tôi và em gái tôi đứng xem sự tranh sức của hai người rồi cười ngất, vì tưởng thế nào má tôi cũng quất bả sụm. Nhưng bất ngờ bà Điếc dìm má tôi xuống và leo lên mình đấm đá túi bụi. Cuối cùng má tôi kêu cứu: tụi bay đứng đó nhăn răng cười được hả? Để bả giết tao luôn đi. Chúng tôi xông vào gỡ tay bà Điếc, nhưng vì cơn cười của hai chị em tôi sôi sùng sục nên không đủ sức mạnh rứt bà rời khỏi má tôi. Thấy chúng tôi vào can, bà la to vu khống: cớ làng xa mớ mã trà, mẹ con nó giết tôi. Hàng xóm nghe la chạy sang, rồi đó hai ba người hì hục tiếp chúng tôi lôi xển bà Điếc. Tay bà vẫn ghì chặt lấy áo má tôi, miệng không ngớt chửi rùm lên: mồ cổ ca ngó, ai cũng binh nó hết. Hàng xóm được dịp cười đùa bàn tán, không khí vui tươi có cơ hội hâm sôi lên trong khu xóm buồn tẻ này. Khi ông Tư Tấn trở về quê với vợ con, bà tư lự suốt mấy tháng. Bà không buồn ngó ngàng đến công việc nhà. Má tôi phải nấu cơm và hầu hạ bà như mẹ chồng. Biết hàng xóm vì nể má tôi nên bà càng có dịp chửi mắng họ vô duyên cớ. Chẳng ai có phản ứng gì, trái lại những lời nguyền rủa của bà biến thành những câu hài hước. Bà nghi ngờ ai cũng mê ông Tư Tấn nên bà ghen tương đáo để. Một buổi sáng, bà xách gáo xuống cầu gội đầu. Tóc bà đã bạc hơn nửa mái đầu. Gội đầu xong, bà vào thay bộ đồ lục soạn trắng lớp, rồi đội khăn the màu hường ổng ẹo đi chợ. Tôi chặn lại hỏi: bà Bảy đi đâu sớm vậy? Bà nguýt tôi một cái: tao y uống tóc. Khéo hỏi à. Tôi vịn vai bà can: bữa nay chủ nhật tiệm uống tóc đóng cửa hết rồi. Tôi cố nhịn cười để cố làm cho bà tin tưởng, nhưng bà nhìn tôi lộ vẻ nghi ngờ. Cô bạn láng giềng của tôi chơi ác kề tai bà: chị Linh nói gạt, bà đi mau để người ta uống cho kịp. Bà gạt phát tay tôi phủi đít rồi ngoe ngoẩy đi một nước. Khi đứng trước cửa tiệm, bà len lén nhìn vào rồi cố bạo dạn bước vô trong. Bà chủ ngồi ở quầy hàng cất tiếng hỏi: bà kiếm ai? Tôi y uống tóc, giá bao nhiêu? Bà chủ ngạc nhiên hỏi vặn: phải có người nhà bằng lòng chúng tôi mới dám uống tóc cho bà. Bà trả lời đầy giọng cương quyết: chưa có tiền để trả cho cô à. Trong khi bà chủ còn đang cố giải thích cho bà Điếc hiểu, thì tôi và cô bạn đạp xe đạp chạy như bay đi lùng mấy tiệm uống tóc, vừa thò đầu vào hiệu Nam Hiệp. Chúng tôi thấy hai người bàn qua cãi lại. Tôi không dám nói năng với bà chủ tiệm, chỉ sợ bà Điếc biết tôi vào cản mũi. Tôi dục thảnh cô bạn láng giềng cho bà chủ biết rằng bà Điếc khật khùng. Bà chủ nhoẻn miệng cười rồi khẽ gật đầu:
Bà điếc nhìn Thảnh rồi quay sang bà chủ tiệm, cố lắng nghe sự đối thoại giữa hai người. Sau rốt bị từ chối, bà điếc đoán được sự có mặt của Thảnh nơi đây. Bà nguýt dài bà chủ tiệm rồi bỏ ra về. Hai đứa tôi đã lõng về trước. Vào nhà, tôi vờ vào phòng đọc sách, lắng nghe từng tiếng động của bà trước thềm nhà. Bà rì rầm chửi rủa một mình. Không thấy tôi đâu, bà xông vào buồng lục kiếm. Tiếng guốc lợp cợp của bà lần về cửa buồng. Tôi cố giữ vẻ thản nhiên, chúi mũi vào quyển sách. Bà chỉ về phía tôi nhiếc: "Cái con này nó vô gian à?" Bà muốn nói vô duyên. "Tao đi uống chốc mắc mớ gì mày mà mày xúi con Thảnh qua cản trở? Sao mày biết uống chốc mà mày cấm cản tao hả con mập kia? Con chó thiến này làm chuyện lãng ồn." Cố nén tràn cười đang chực tuôn ra, tôi chối phắt: "Nãy giờ tôi ở nhà đâu có xúi biểu ai đâu." Bà chẳng chịu tha: "Mày cứ sợ ai cũng ngộ hơn mày nên mày ghen ghét tao. Thấy cái bản mặt khuỳ lũ của mày mà cứ ứa gan." Tôi vẫn lặng thinh. Mắng nhiếc chán, bà trở về căn nhà nhỏ lầm bầm rủa xả suốt buổi. Không ngờ bà điếc có địch thủ để ganh duyên đọ sắc. Tội nghiệp, kẻ đó lại là tôi. Rồi một cái Tết trôi qua, lật bật đã đến ngày đưa ông Táo. Trước nhà mấy chậu hồng và thực dược đua nhau nở vào buổi sáng. Tôi đang ngồi tỉa những cành lá úa. Thảnh nảy ra ý kiến mời bác thợ chụp hình chụp cho tôi vài kiểu. Tôi bác bỏ ý kiến chụp hình ngoài trời vì bữa hôm đó trời âm u quá. Và tôi đề nghị cắt vài bông hồng kết thành một bút ghi, đem vào tiệm chụp lấy rõ mặt mũi. Để điểm trang cho bó hoa, tôi tẩn mẫn cột vào một cái nơ lụa màu thiên thanh. Bây giờ thì tới phiên tôi ngồi vào gương đánh phấn nước, kẻ hai bên lông mày cho mặt sáng lên. Đôi môi của tôi được tô bằng một thứ son đỏ hoẹt. Trang điểm xong, tôi nhìn vào gương ngắm nghía lần chót. Hai đuôi lông mày tôi vẽ đậm sách ngược giống như mày của Liz Taylor. Tôi mím đôi môi làm duyên và chọn cho mình một góc cạnh khác hẳn để tránh trưng cái mặt đầy thịt hai bên má như cái bánh bao. Tạm hài lòng về cách quá trang của mình, chúng tôi đi qua tiệm hình cách nhà dài 30 thước. Thảnh trịnh trọng gói bó bông lại cẩn thận. Tôi ngồi trước máy hình do sự đạo diễn của ông Ba Tàu. Ông ta xoay đầu tôi nghiêng bên này bên kia để ngắm nghía. Chưa vừa lòng, ông sửa lại bó bông trên tay tôi. Tôi áp bó bông vào má. Thú thật tôi không dám cười vì có mặc cảm cái miệng mình rộng như miệng cá vồ, nên cố mí môi lại cho nó mỏng bớt và cho đôi mắt mơ màng huyền ảo thêm. Về nhà trước gương, tôi cố diễn lại cái màn cũ, ngồi ưỡng ẻo bên bó bông rồi tự mãn chờ ngày lấy hình. Như mọi chiều thứ bảy, Duy trở lại thăm tôi. Trên tay chàng tờ báo điện ảnh cuốn tròn. Chúng tôi ngồi cạnh cửa sổ hướng ra sông. Tôi dành tờ báo và lật dội. Hình anh chàng Hercules đưa cái ngực dày và những bắp thịt ở bụng chia làm 6 mảnh nổi bật lên, quay lại nhìn Duy. Ồ, cái bụng của chàng cao lên như cái mã mới đắp. "Anh bự con, nếu anh cố tập thể thao thì chẳng bao lâu ngực anh sẽ nở, nhất là bụng anh sẽ chia ra làm 6 miếng như bụng Hercules." Duy nhìn tôi rồi nhìn xuống cái bụng binh rỉnh như giấu cái nồi trong áo. Chàng cười: "Bụng phải để cho nó thống nhất một khối thì mới mạnh được. Chia ra nhiều khối e mất tinh thần đoàn kết đi." Trước vẻ yên lặng bất mãn của tôi, Duy lấy thuốc lá ra đốt. Tôi vẫn dán mắt vào tờ điện ảnh. Những chuyện không đâu cũng dễ đem đến cho nhau những cái bất mãn. Những cuộc gặp gỡ như thế đã dứt lần những tình cảm tốt đẹp. Không khí buồn tẻ nhốt chúng tôi. Tôi cảm thấy sắp chết ngộp, cần phải giải dụa để thoát. Thảnh đem hình về, mấy con bạn láng giềng dành nhau coi. Chúng nó suýt xoa khen hoa đẹp, cái nơ xinh. Cơ khổ, chúng nó quên cái điều quan trọng nhất là khen hình tôi. Tôi giành lấy hình. Sao mà đôi môi tôi dày dục, nằm dắt ngang như hai con đĩa trâu. Đôi mắt tôi đánh phong, xanh gớm ghiếc. Chụp chung với bông hoa là điều bất lợi cho tôi. Người ta mắt ngắm những vật gì làm phụ tùng cho tôi hơn là thích ngắm khuôn mặt tôi. Duy sắp đi quân dịch, tôi sẽ kéo dài đời sống cô đơn với số mỡ thừa thải dưới làn da mát như bánh đúc, trơn như sa ten, và bên mụ già càng lúc càng chìm đắm trong một thế giới ma quái. Cứ xem buổi điểm tâm hằng ngày mà mình ngán ngược. Với một tô hủ tiếu, tôi chưa thấy thấm tháp gì ở bao tử. Dùng thêm một ly cà phê sữa, tôi chỉ mới no lưng lửng thôi. Phải thêm một khúc bánh mì dồn thịt nguội nữa, tôi mới vững dạ đi làm ở một tiệm may gần nhà lòng chợ Vĩnh Long. Ăn uống như vậy đó, ngoài hai buổi cơm chánh, tối nào tôi cũng ăn hộp vịt lộn
hoặc hai vắt mì trước khi đi ngủ. Cái ngực tôi đồ sộ và cái bụng cũng bề bộn không kém. Phen này chắc phải đi đóng phim, giả làm đào Ấn Độ. Có đôi lúc tôi soi gương thấy mình giống hệt con đào Savitri. Đôi mắt ốc bươu này nếu vẽ thêm một quần đen, phải vẽ thêm một vết son đỏ giữa hai chân mày, phải gắn hộp xoàn ở một bên sống mũi, phải đứng trước tấm phông vẽ hình hai con rắn hổ phùng xòe bàn nạo. Như vậy tôi có thể thủ vai chính trong phim Công Chúa Cá Phò Mã Cùi, hoặc trong Xe Duyên Chỉ Thắm. Có nhiều lúc tôi muốn lấy chồng chà già để được ăn cà ri, để cho xong cuộc đời. Dáng đi ột ạch của tôi làm đề tài hài hước cho trai trong sớm. Có nhiều lúc ngồi may chợt nghĩ tới cái ben chích trên áo dài mà mình tủi thân. Lúc sau tôi phải xoay qua mặt rớp sắt cho tiện. Ông Tư Tấn có dịp trở lên chợ và ghé thăm bà Điếc. Bà dọn cho ông một bữa cơm bỉ bàn gồm có rượu, thịt hầm, cá bóng chưng. Ông ngồi ngâm nga uống từng ngụm nhỏ. Hôm đó bà bận rộn suốt ngày. Gian díu được 10 bữa thì ông Tấn bỏ đi. Tiền bạc mà bà cắt ca cắt cụm mấy tháng này bị ông Tư Tấn vuột sạch. Từ đó chứng bệnh sống bên lề thế giới quái đản tăng dần. Cơ hồ bà rời khỏi cuộc sống chung đụng với người xung quanh. Bà tự tạo cho mình một thế giới khác, nhiều mơ ước kỳ quặc. Ít khi bà có mặt với thực tại. Bà không mơ mộng, suy nghĩ. Bà sống trong cơn đồng thiếp hay một vũ trụ lạ lùng mà tôi không sao hiểu nổi. Vào một buổi trưa hè, tôi đang ngồi tra mấy cái nút vào chiếc áo. Bà chạy ù vô đóng cửa ầm ầm, miệng gào lên: "Cộp vô nhà, mày khổ cao đóng cửa mau đi." Tôi vẫn thản nhiên tiếp tục công việc, mặc tình cho bà hò hét và cuống cuồng đóng cửa nọ, bế cửa kia. Thấy tôi vẫn ngồi lì trên võng, bà vừa đóng cửa vừa nhiếc: "Cái con này, dáng cho cọp nhai lắm, mai không sợ cọp ở núi Tà Lơn xuống sao?" Mặt bà xanh lét, mồ hôi rịn ra hai bên mép và trán. Cửa đóng xong, bà đến bên tôi thở hồng hộc. Chán cái trò cọp rượt, bà lỏng lẻn rút em về chòi. Theo lời đề nghị của hàng xóm, tôi đưa bà đi y sĩ chuyên môn chữa thần kinh. Nhưng y sĩ trả lời bà vẫn là người bình thường. Bà chỉ bình thường vào ban ngày. Khi đêm về, bà sống trong thế giới người chết, gào thét suốt đêm, làm khuấy động cả giấc ngủ hàng xóm. Lại một buổi chiều, gió lốc trên mái ngói tuôn ồ ạt xuống những ngọn hoàng lan quanh nhà. Bóng tối đầy ấp trong khắp mọi gian buồng. Tôi hé cửa nhìn sang chòi bà Điếc. Ngọn đèn dầu hôi vàng giọt đang rung rinh qua mặt cáo. Tiếng cầu nhàu đều đặn của bà cũng bắt đầu nổi lên. Cứ mỗi buổi chiều khi nắng đã đi trốn khỏi mái nhà bên kia sông là đến giờ bà Điếc bắt đầu phát thanh. Bà nói luôn miệng, thỉnh thoảng lại cười thét lên ra vẻ khoái trá. Bóng tối đã đưa bà vào một thế giới ma quái. Bà gọi tên những người khuất mặt và lảm nhảm trò chuyện với khoảng không. Hình như có ai ngồi bên bà để bà hỏi, rồi trả lời lấy một mình như thế suốt đêm. Gần đến sáng bà mới lăn ra ngủ. Thình lình bà hét lên mừng rỡ: "Vợ Hằng Hưởng á hả? Lâu quá mới gặp mày à. Sao bây giờ mày ốm vậy?" Bất giác tôi thấy lạnh xương sống. Người đàn bà mà bà Điếc vừa nói chuyện là thím dâu tôi đã giận chồng uống thuốc ngủ tự tử ngay trong nhà tôi 3 năm về trước. Hình ảnh cuối cùng lúc thím hấp hối đang diễn lại trước mặt tôi. Đôi mắt thím mở tròn sau khi y sĩ chích cho thím một mũi thuốc hồi dương. Đôi môi màu trái mồng tơi của thím mấp máy sau cơn hôn mê suốt 10 tiếng đồng hồ. Những đường gân trên người thím chuyển động, chiếc giường run rẩy nghiến ken két. Thím nhìn chòng chọc vào những người có mặt quanh giường, tay quơ lên không gian, đôi bàn tay trắng xanh dài tím đen bỗng co quắp lại. Bọt hai bên mép thím trào ra, giữa tiếng khóc thét của đàn con nhỏ cơ hồ như vẳng đâu đây. Tôi lẹ làng quay lại sau lưng, hình như có tiếng khua động. Tôi chạy đến vặn đèn to lên. Càng sợ tôi lại hướng mắt về bàn thờ của thím. Đôi mắt của thím như lườm tôi. Trong bóng tối chập chờn, tôi có cảm tưởng thím sắp rời khung kiến để làm về hướng tôi đứng. Vội mở cửa chạy tuôn ra ngoài, đi băng qua nhà Thạnh, năn nỉ: "Mày qua ngủ với tao đêm nay, nếu không tao sẽ bỏ nhà đi chỗ khác." Thạnh gắt: "Hồi đó tới giờ sao chị không sợ mà hôm nay lại bày đặt lộn xộn vậy?" Tôi thuật cho Thạnh nghe chuyện bà Điếc. Thạnh níu tôi chạy về hướng chòi bà. Lúc này bóng tối đầy đặc úp kín khu ngoại ô thành phố. Gió vẫn rít mạnh, hình như trời nổi cơn giông. Mảnh trăng lúc này nằm vắt qua cây nguyệt quế đã bị trăng che khuất. Tôi nắm chặt tay Thạnh. Chúng tôi đứng bên hè, vạch nhẹ vách lá, đưa mắt nhìn vào trong. Bà Điếc ngồi khoanh tay trên bộ ngựa gõ,
ngọn đèn dầu hôi đặt trên chiếc bàn trầu với hai ly nước trà bốc khói. Bà vui vẻ nhìn đăm đăm vào khoảng không. Mày có gặp thằng Khê không? Ngừng một lúc như để nghe kẻ đối thoại vô hình trả lời, bà tiếp. Mày không gặp nó sao? Hôm qua nó vô đây đòi ngủ với tao nè. Đôi mắt Thảnh mở to nhìn tôi. Chúng tôi đứng sát vào nhau. Bàn tay lạnh cống của tôi chạm phải làn da đầy gai ốc của Thảnh. Thằng Thế mà bà vừa nhắc đến là chú của tôi, đã chết vì chứng bệnh phong đòn gánh mấy năm về trước, cũng trong căn nhà này. Hội chán bà lăn ra, nằm sát vào vách, tay gối lên đầu, còn cái gối của bà đặt phía ngoài. Bà nép mình tránh và nói tiếp. Tao nằm đây, mày có mỏi lưng thì nằm xuống đi, vợ thằng Hưởng. Gió sông ào vào cổ tôi lạnh cống cả người như bị ướp nước đá. Chúng tôi quay vào nhà, đi độ vài bước, tiếng cười sằng sặc của bà Điếc lại vang lên. Tụi bay rình rập gì cao á, cháu không có đem thằng nào về ngủ đâu. Tôi chạy nhanh, tiếng cười ghê rợn của bà như đuổi theo. Chúng tôi xẹp vào buồng ngủ đóng kín cửa, ngọn đèn trong vẫn để cháy tỏ. Khi chúng tôi vào giường, tiếng rì rầm của bà vẫn còn văng vẳng. Chẳng bao lâu tiếng thở của Thảnh đều đặn. Lấy mền bịt tai lại, mắt tôi nhắm nghiền. Cuối cùng cơn buồn ngủ vẫn không đến. Tôi lò mò đi tìm viên thuốc an thần. Tiếng đồng hồ bên hàng xóm đều đặn buông hai tiếng. Sự sợ hãi vu vơ từ chập tối đến giờ lên tiếng từ giả tôi. Thảnh rón rén bước xuống giường. Tôi vẫn nằm co ro trong mền ngủ nướng. Ánh nắng buổi sáng len lén bước vào thăm theo đường sông cửa sổ. Tiếng hàng hòa giọt lên như vò nước. Tiếng guốc của Thảnh lóc cốc trở lại. Nó tung mùng lôi sỉnh tôi dậy. Máu ra coi bà Điếc nè. Tôi chạy ụt ịch sau Thảnh. Đến sàn nước, bà Điếc đang ngồi cạnh lu nước, súc miệng bằng bàn chải với kem. Bọt bèo ứa hai bên mép. Chiếc bàn chải đưa qua đưa lại đều đặn trên hai núi không còn răng. Chúng tôi vịn nhau cười sằng sặc. Bà Điếc ngẩng lên, đôi môi trắng xóa y như râu con lân. Tôi đến vịn vai bà hỏi. Răng cỏ đâu mà đánh bằng bàn chải? Coi chừng chảy máu miệng bây giờ. Bà nhổ xong ngậm nước đầy bọt xà phòng, rồi há miệng chỉ vào trong cùng. Tao còn một cái răng cấm nè. Thảnh lăn ra cười. Hèn chi hôm trước chị Nguyệt nói là chỉ bắt gặp bà đang ngồi ăn mía ghim. Mưa đêm ồ ạt, cơ hồ như muốn trút xuống trần gian để lôi cả nhà cửa trôi theo dòng nước. Nóc nhà tôi tua ngói rỗng rãng trong cơn lốc. Tôi cầm đèn đi xuống nhà bếp, đẩy hé cửa sổ nhìn về chòi bà Điếc. Cái chòi lắc lư trước gió, ngọn đèn bên trong tắt phục từ bao giờ. Bà Điếc không nói nhảm, vẫn không có tiếng động nào ngoài cơn gió dữ dội và khói nước ụp xuống mái nhà. Tôi khoác áo mưa, cầm chiếc đèn bấm chạy vụt ra chòi. Vệt ánh sáng xanh quét vào chòi, bà Điếc vẫn ngủ say. Tôi yên trí trở vào giường, nằm co rúm trong mền như con tôm kho tàu trong lòng chảo. Hình như tôi đang chìm trong không khí ngột ngạt sâu thẳm, không có cách nào ngoi lên được. Những kỷ niệm lật lạc từ đâu lũ lượt kéo về. Đã bao lần tôi cố né tránh những thứ bận rộn đó, nhưng nó cứ rỉ rả lọt vào cuộc sống bên trong của tôi. Tôi sợ những đêm mưa rả rích như thế này. Ngọn đèn trong đang nhảy múa trong ống khói pha lê trong suốt. Âm thanh đều đặn của những giọt nước mưa trên mái ngói dần dần rủ tôi vào giấc ngủ. Như thường lệ, cứ mỗi sáng tôi xuống sông lội một vòng cho tiêu bớt những thớ mỡ xa đang tích trữ dưới nay bụng tôi. Cái quần đùi đen để lộ đôi chân ú nận như hai cái ống nhổ và trắng xanh như bụng con cá tra. Tôi đi ngang chòi bà Điếc để xuống cầu. Bất chợt tôi hép vách nhìn vào, bà đang nằm quay mặt vô vách, thỉnh thoảng lại cựa mình rên khe khẽ. Tôi lách cửa vào trong, rờ trên trán của bà. Sức nóng truyền sang bàn tay tôi. Bà vẫn chưa hay sự có mặt của tôi. Tôi lay và gọi giật bà. Bà Điếc cố cựa mình một cách khó khăn, rồi nhướng đôi mắt lõm sâu nhìn tôi, phều phào nói. Tao hồi hôm đến giờ. Giọng bà chìm liễm trong cổ. Bà run bay bẩy, đôi tròng mắt vàng như nghệ. Sau khi khám bệnh, bác sĩ trầm ngâm giây lát nói, bà ta bị chai gan nên đưa bà vào nhà thương. Nghe tiếng nhà thương, bà phản đối, cho rằng nằm nhà thương là bị bỏ rơi, rồi sẽ chết cho ruồi bu kiến đậu. Đành chịu thua, tôi để bà ở nhà, rồi nhờ Thảnh đi bổ thuốc theo toa bác sĩ và thay phiên nhau săn sóc bà. Tuần lễ sau, bệnh bà Điếc không thuyên giảm và cái bụng của bà to như bụng ảnh ương.
tay chân bà khô gầy như bộ xương trong phòng thí nghiệm. Tôi nhờ bao nhiêu người đến thuyết phục bà đi nhà thương nằm. Bà Điếp vẫn cho rằng nếu ra khỏi nhà này, bà sẽ chết. Cuối cùng tôi nhờ hai ông hàng xóm khiêng bà lên xích lô. Bà cố giãy giụa, nhưng sức bà đã kiệt nên bà không tài nào ra khỏi vòng tay lực lưỡng của họ. Trên chiếc giường sắt phủ ra trắng, bà Điếc nhắm nghiền mắt, đôi môi khô tái nhợt. Thỉnh thoảng bà nhấc mắt lên đỉnh mùng rồi thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn. Thì cô em họ tôi ngồi bệt nơi góc phòng lầm nhầm đọc tiểu thuyết. Chốc chốc thì ngẩng lên liếc dội về phía bà Điếc. Nửa tháng chầm chầm trôi qua, chúng tôi thay phiên nhau ngủ nhà thương. Cứ mỗi buổi chiều, hàng xóm lũ lượt tới thăm, những gói quà chất đầy ngăn tủ. Độ vài ba hôm, bà được y sĩ rút nước thừa chữa trong bụng. Nước ào ào chảy xuống thùng thiết, sủi bọt trắng ngần. Rồi nhặn mở cuộc liên quan quanh mép thùng. Số mỡ thặn dư của tôi rút lui dần sau nhiều đêm bị đánh thức. Thân thể tôi như rã rời từng mảnh. Người tôi nhẹ bớt, nhưng đầu óc tôi nặng nề. Hai con mắt màu tím xanh như đánh phong. Tôi giao bà Điếc lại cho cậu em, con cô tôi để về nhà nghỉ ngơi một lúc. Đẩy cửa vào nhà, mùi ẩm ướt trên nền gạch xông lên. Tôi đặt chiếc giỏ trên tay xuống, lần ra sàn nước. Dòng nước mát dội từ trên đỉnh đầu chạy dọc xuống tận chân, đã lôi tôi ra khỏi cơn nặng nhọc. Mùi cay nồng của chất ancol và mùi tanh tanh của bệnh viện trôi theo dòng nước. Tôi trở vào nhà quăng mình lên võng. Tiếng kẹo kẹt đều đặn vang vang trong căn nhà âm u. Gió sông lòm vào khung cửa, tấm màn màu da trời bay bay. Mí mắt tôi mỏi mệt ôm tròn lấy tròng mắt. Một ý tưởng chợt nảy lên trong đầu óc tôi. Nếu bà Điếc chết, nếu tôi giật thót cả mình mẩy. Không, không thể nào. Tôi không dám nghĩ xa hơn. Bà điên rồ, mê muội, nhưng cuộc đời của bà gắn liền cuộc đời tôi từ lâu. Nước mắt tôi trào ra. Tôi không thể sống ở nhà này với những bóng ma. Tôi chợt nhớ ra mình đã tắt kinh từ một tháng nay. Duy đã đi Sài Gòn hơn một tuần rồi. Ôi, tôi phải đi khám bác sĩ. Đàn ông thường không nghĩ tới hậu quả của một phút bồng bột. Tôi lấy tay rờ lên bụng. Từ lúc bà Điếc đau ốm, tôi quên tất cả, chẳng để ý đến sự phòng ngừa. Nhưng sự bồn chồn vẫn không làm giảm cơn kiệt quệ. Tôi mơ hồ như cái đầu tôi rớt qua một bên võng. Mọi sự việc đã chuồn khỏi óc. Màu trắng chập chờn của bốn bức tường vôi bệnh viện và những chiếc giường sắt phủ tráp lùi xa rồi mất hút. Anh Duy, sau vụ phá thai em sụt mất 12 kg thịt. Em gầy gò xanh xao. Đàn ông như anh là kẻ vô trách nhiệm. Anh chớ tưởng sức mấy mà em trả đũa chuyện anh bỏ em chơi vơ với cái bào thai trong bụng được 3 tháng. Đêm đêm em giật mình, cố cảm tưởng mình là kẻ sát nhân. Mai sau xuống âm ti địa ngục cũng riêng mình em chịu tội. Càng tội hơn là lúc đầu em chẳng mảy may bị lương tâm cắn rứt. Bà Bảy Điếc đã chết rồi. Tới phút lâm chung bà chịu rửa tội để về với Chúa. Lẽ nào một cô gái trẻ tuổi như em ở bên cái lề thế giới âm hồn như vậy mãi sau anh? Bây giờ em chỉ còn có 2 lượng vàng và một cái máy may. Đợi cho đỏ da thấm thịt để che mắt thế gian, em sẽ tiếp tục may thuê cho thiên hạ. Đời em chưa hẳn tàn như là cảnh chợ chiều. Em sẽ chắc mót từng đồng để tìm bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ. Em sẽ cho bơm cái ngực teo trở thành cái ngực vĩ đại. Sẽ nhờ ông ta vá lại màng trinh. Để rồi anh xem, em sẽ lấy chồng sĩ quan Thủ Đức. Nhất định là đời em chưa lâm vào ngõ bí đâu. Trả thù anh, chẳng lẽ em mướn du côn đánh anh? Em sẽ là một người đàn bà phong nhã. Đôi lúc em còn mơ đi học hát để trở thành ca sĩ phòng trà. Giờ đây thì em cô đơn quá. Ba má em trị cái tội lầm lỡ của em bằng thái độ hắt hủi, bỏ liều. Quần áo em bây giờ rộng phùng phình. Phải sửa sang lối ăn mặc, trang diện. Em mới báo thù anh, cho anh sáng mắt ra là con linh này không phải là thứ gái gặp chuyện rủi ro là đem nước mắt ra giải quyết. Nhìn trẻ con lối xóm, em đau lòng. Phải chi anh chịu làm cha thì con chúng ta sẽ chừa mặt với thế gian. Trời sẽ phạt em. Mai sau dù có chồng đàng hoàng, em sẽ tuyệt tự, phải xin con nuôi. Em vốn hiền lành nhân đạo. Tại anh đó, em mới làm kẻ sát nhân. Em sẽ ra đi khỏi tỉnh nhà, chạy trốn ám ảnh quá khứ. Mùa này có ốc gạo và xoài tượng. Các bà mang bầu tha hồ ăn cho thỏa thích. Bù tới lúc nằm giường cử, chỉ ăn cơm trắng với cá kho khô. Bây giờ em bệnh hoạn, chẳng ăn gì ngon, lại ngủ không được.
Nhắm mắt lại em thấy đứa nhỏ bò qua bò lại, nhe hai cái níu trống trơn ra cười với em. Lại nữa, hình ảnh bà Điết ám ảnh em từng giây phút, ban đêm lẫn ban ngày. Biết đâu em sẽ là phản ảnh của bà sau này, điên cuồng vì khát vọng, quên mất tuổi già. Ôi, em sẽ chết trong đêm vắng, trong ám ảnh dày vò chăng. Em phải đi, phải đi. Em nhìn ra một chân trời khác, em sẽ tìm yên ổn cho mình. Nơi đó em chỉnh đốn lại cuộc đời, để rồi anh xem, kẻ nào khinh dễ em, kẻ đó sẽ hối hận. Anh đừng mong rằng đời anh suôn sẻ mãi đâu. Trời phạt anh thất nghiệp, anh lừa gạt tiền bạc thiên hạ nên anh bị tù. Tuy vậy em sẽ mở cho anh một con đường khi anh ra khỏi khám. Con đường ấy sẽ đưa anh vào vòng tay rộng lượng của em. Trời xin chúng ta gắn bó với nhau, dù có khinh nhau nhưng chúng ta khó mà bứt sợi dây oan nghiệt đã ràng buộc chúng ta từ kiếp trước. Nguyễn Thị Thùy Vũ, trích từ tập truyện ngắn Ba Miền Mười Khuôn Mặt do nhà Kim Anh xuất bản năm 1966. Hết truyện.